Hello mấy bác nha. Giờ đây Y Tá Húc sẽ nói gì cho tất cả mấy bác được nghe. Are you okay? Và đi bốn anh em nha mấy bác. Cây này là cây tự cấy nha. Đây, cấy lau luôn. Nếu mà người chặt thì chắc chắn là cây lan họ sẽ lấy hết. Đây, làm Và trứng đây, cầm báo lan trứng bướm. bướm. Đây đưa này. Nói chung rất là nhiều nha mấy bác nha. Đây, cầm báo đây, to to trung bà luôn, trung bà luôn này bác ơi. Bướm, trung bướm, cầm báo cạnh bên kia rất là nhiều trung bướm luôn kìa, hoa kìa. Đồng. Đây để em tua cái kia nha, đó là hoa trung bướm này bác đó, hoa trung bướm đấy. Đây cạnh này có hết luôn. Ôi giời. Nói chung là gọi là hôm nay số hướng nhá, không cần lên đâu, vẫn được mấy chục con bướm với lại cảm báo siêu to, siêu bé bự. Chưa? Đây cảm báo đây, siêu to siêu bé bự nha mấy bác nha. Đã cho hoa quá, rất là tuyệt vời luôn. Và có lan trứng bướm đồ này kia nữa, quá tuyệt vời luôn mấy bác. Đừng khó khó nó nga thoát lại trứng bướm. Rồi em sẽ lấy nha. Bác nào cần lan trứng bướm hoặc là cầm báo cầm thị hú em nha. Đây chú chết luôn hoa. À đúng bài luôn. Lại gặp mấy em gái hái măng mấy bác ơi. Chào mấy em. Đang hái măng à? Đang lượm tiền. À lượm tiền chú chà. Uống nước ngọt không tốt cho sức khỏe đâu, bỏ đi mà làm người. Có điều gì muốn nói trong khi hái măng? Mệt quá, thưa bác ạ. Thế này mà mệt à? Măng nó dài dài hết rồi. Vậy thôi, chúng ta đi kiếm lan thôi, không quay mấy em này nữa. Mấy bác, tình cờ bọn em đi cây này mắc ở cành khô này mấy bác rất. Và em xem. Đây, em có thể giới thiệu cho mấy bác biết được không? Cái này là phong lan. Đây là bảo hỷ nha bảo hắc nha, lá kẻ, bảo hỷ lá kẻ. Em đặt xuống xíu. Mà không kẻ đủ lá nha mấy bác nha. Đây cho mấy bác xem. Kẻ một lá. Nó kẻ một lá thôi. Đây lá này lá thường hết. Giật kẻ cái này. Đây nói chung là mấy cái lá này đều lá thường hết nha mấy bác nha. Nó cũng lên nhạt hết. Nhưng mà lá này đúng luôn nha. Đây mời mấy bác tham khảo nha. Và bác nào cần siêu tầm em này nói em nha. Em đừng có động đậy em. Này xuyên lá luôn nha, kẻ vàng luôn. Đấy, nhìn xuyên lá luôn nha. Cái này là kẻ vàng nha, xuyên lá. Cái này là lan. Đừng đừng động đậy em. Này. Xuyên lá xuyên bản đồ nha mấy bác nha. Đây. Bản đồ nó bỏ. Đó. Không có mờ đâu nha, xuyên rõ ràng luôn. Này. Gọi là kẻ rõ ràng luôn. Nhưng lại tội là không lên được cái lá đột. Không biết lý do em này làm sao. Nhưng mà đã kẻ rồi nhá. Kẻ một lá. Kẻ vàng luôn. Kẻ là vàng. Còn bên này không có mấy bác ơi. Lá bên này không có cây nào như vậy hết luôn. Đột biến. Chị em này thì có một lá. Đó. So sánh lá này nha, với lá này khác hẳn luôn. Không có nghĩ là lợi giản. Rồi, trong khi đó em muốn nói gì cho mấy bác nghe được gặp em này? Không có cái gì để nói. Chỉ để xem thôi. Có cái để xem thì không có cái gì để nói.
Thôi, cất trong bao đi về. Hey, bác, Y Tá Thanh muốn phát biểu gì về lan trước bướm? Phát biểu cảm xúc không thể tả nổi. Khi gặp trứng bướm lưng và nó khác bướm nha. Đây, bướm nha mấy bác nha, rất là nhiều luôn. Đây. Cái này ở 4-5 con chi chít luôn. Đây, cái này con má hồng hồng đào, với má hồng hồng đào đây. Và nói chung là cành nào cũng có luôn. Từ A đến bé, từ bé đến D. Đây. Hoa của mẹ em nhá, mấy bác nhá. Ôi giời, cầm hộ cái. Đây. Ôi. Mấy bác chim ngưỡng với bọn em nhá. Wow. Hoa đây. Và wow, mấy cây bên này nữa đều có hết cái chụp. Và wow, đang cầm trên tay nữa. Đó. Và anh chàng kia tít trên đỉnh cao lấy cầm báo rất là to nha mấy bác nhá. Đây, cầm báo rất là to. Rồi xuống lần nữa em sẽ review nha. Cây rất cao và to nhá. Chú cha, rừng cảnh thiên nhiên nha. Bác đã xuống tới nơi em cầm báo. Có điều gì em muốn nói với khả năng sinh tồn lấy lan không? Mệt. Đo bàn tay bàn lá. Cái chiều rộng nhá, mà bàn lá độ to em. Là 3 ngón. Wow, gần 4 ngón luôn. 4 ngón chứ mới phải đây. Đây tay của em nha, mấy bác đây. 4 ngón luôn, wow, hơn 4 ngón. Siêu đẹp nhá. Được 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp. Nhưng em nó lên cao quá, xuống cao quá. Cho nên là bị tách lá ít. Không như không sao. Cái này không biết bằng cái xô bứa nữa nhỉ. Đây, bị cái lá xíu nữa chứ. Đây này. Nhưng mà cái này to. Cái này to hơn cái hôm bữa. Cái này to quá. Đây bàn lá này xem. Ôi cái lá ngắn đẹp thôi. Cũng bà luôn. Chị tôi em đói quá em cắn luôn. Phải vậy chứ. Rồi lấy về nha. Cho mấy bác nào sưu tầm cần sưu tầm nha. Đây mấy bác. Đây là thành quả nha. Em đây là Big Su Big C nha. Bàn lá ngắn tròn. Big Su Big C à? Chỉ được nó chưa được rụt máy thôi. Cùng bàn lá tròn ngắn. Chưa rụt thôi. Và có quả rất là bé bự. Và mấy em này nữa. Đây. Rất là đẹp luôn. Em này thì bay lá nhưng mà vẫn còn lá đọt. Với em này nữa. À, em này hai cây chung một thể. Năm lá. Còn cây này thì 4 lá. Hai cây chung một chỗ luôn. Một cây cố thụ Tokida. Đây, cây này. Với cây lan lạ. Rất là đẹp mắt nhá. Với em này nữa. Chị em này Tokida này. Và em kia nữa. Đấy. À, cái này muốn rời rồi. Được. Rồi, đi tiếp nha. Tầm lan tiếp.